Chủ tịch nước và Thủ tướng Thái Lan hội đàm thông qua chiến lược ba kết nối. Chiều ngày 16 tháng 11, sau lễ đón trọng thể tại tòa nhà Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Lan kể từ đại dịch COVID-19 và ngay trước thềm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan 2013-2023, tạo động lực mới cho hai nước hợp tác cùng phục hồi và phát triển bền vững. Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh Việt Nam luôn là đối tác quan trọng của Thái Lan ở khu vực. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn phía Thái Lan đón tiếp đoàn hết sức trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị, bày tỏ ấn tượng trước những phát triển mạnh mẽ của Thái Lan trong hơn 5 năm qua kể từ chuyến thăm chính thức Thái Lan năm 2017 trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước chúc mừng Thái Lan phục hồi và phát triển năng động, mạnh mẽ sau COVID-19 và tin tưởng rằng Thái Lan sẽ triển khai thành công chiến lược phát triển quốc gia 2018-2037, sớm đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển. Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường với Thái Lan. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò chủ tịch năm APEC 2022 của Thái Lan và khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình để đóng góp cho thành công của hội nghị APEC sắp tới. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, năng động trong quan hệ song phương thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng. Năm 2021, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch đạt cao kỷ lục 19 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2020. Trong 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại đạt 17,8 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2021. Thái Lan đứng thứ 9 phần 139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 670 dự án, tổng vốn đăng ký 13 tỷ USD. Hợp tác quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương không ngừng mở rộng và phát triển. Ngay sau đại dịch, du lịch hai nước nhanh chóng khởi sắc. 6 tháng đầu 2022, Việt Nam đón 40.000 lượt khách Thái Lan và Thái Lan đón 130.000 du khách Việt Nam. Hiện có 18 tỉnh, thành của Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác và kết nghĩa với các địa phương Thái Lan. Cộng đồng người Việt tại Thái Lan có khoảng 100.000 người, hòa nhập tốt với sở tại và luôn hướng về quê hương đất nước. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, hai nước tích cực hỗ trợ, ủng hộ nhau. Việt Nam tặng Thái Lan vật tư y tế trị giá 50.000 USD và Thái Lan tặng Việt Nam 300.000 liều vaccine. Trao đổi về phương hướng nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược tăng cường, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là cơ chế họp nội các chung do Thủ tướng hai nước đồng chủ trì, phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022-2027 được ký kết nhân chuyến thăm này. Hai bên cam kết phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, tăng cường kết nối trên các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh Ngân hàng Trung ương hai nước triển khai thành công dự án kết nối thanh toán bán lẻ song phương sử dụng mã QR, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư sang nhau. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng xanh, ô tô, thực phẩm chế biến, dệt may, vật liệu điện tử, hóa chất, hạ tầng khu công nghiệp. Chủ tịch nước đề nghị Thái Lan hạn chế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại và tạo thuận lợi cho hàng nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Thái Lan, khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao, kinh tế số, thương mại điện tử, năng lượng xanh, cơ sở hạ tầng. Khuyến khích hai bên tiến tới sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán song phương. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Thái Lan và Việt Nam nhằm đóng góp cho sự vững mạnh về kinh tế xã hội hai nước thông qua chiến lược ba kết nối. Đó là kết nối chuỗi cung ứng, kết nối các ngành kinh tế cơ sở, đặc biệt là kết nối giữa các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ, các doanh nghiệp của các địa phương và kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững của hai nước là chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam và mô hình kinh tế sinh học, tuần hoàn, xanh, BCG của Thái Lan. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, giao lưu nhân dân, giao lưu giữa hai hội hữu nghị Việt Nam, Thái Lan, Thái Lan, Việt Nam, tăng cường giảng dạy tiếng Thái tại Việt Nam và tiếng Việt tại Thái Lan. Chủ tịch nước đề nghị chính phủ và chính quyền các địa phương của Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan, cũng như việc bảo tồn, phát huy giá trị của các địa điểm văn hóa lịch sử Việt Nam tại Thái Lan, nhất là ba khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã chứng kiến lễ ký kết 5 văn kiện hợp tác.